Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập cuối tuần môn toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần 11. Bài toán giải bằng hai phép tính. Bảng nhân 8, nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Đọc qua bài số 1. Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm. Em có 7 viên bi, anh có số bi nhiều gấp 3 lần số bi của em. Câu A, anh có số viên bi là như vậy là 7 ta nhân cho 3 là bằng 21 viên bi. Cả hai anh em có số viên bi là em là có 7 viên. Cộng với là anh là 21, như vậy là bằng 28 viên bi. Chúng ta qua bài số 2, tính nhẩm 8 nhân cho 2 là bằng 10, 16. 8 nhân 5 là bằng 40. 8 nhân 7 là bằng 56. 8 nhân 8 là bằng 64. Chúng ta qua bài số bài B. 8 x 3 là bằng 24. Chúng ta nấu xuống. Tám nhân 4 là bằng 32. 8 x 9 là bằng 72. 7 x 8 là 56. 3. Viết số thích hợp vào ô trống. 3 gấp lên 8 lần, có nghĩa là ta lấy 3 ta nhân cho 8. 3 nhân 8 là bằng 24. 24 ta thêm 4, thêm là cộng. Thêm là cộng, 24 ta cộng cho 4 là bằng 28. 28 ta giảm đi 7 lần, giảm là chia, giảm đi 7 lần. 20 có chữ lần nha, chữ lần là chúng ta sẽ chia. 28 ta chia cho 7 là được 4. 4 x 7 là bằng 28. Cái bài này chỗ này là không có gì hết mà chúng ta giảm đi 6 lần rồi ra cái này, rồi cái này bớt đi rồi ra 6. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta phải làm 6 nè, ta gấp đi 8 lần là ta lấy 6 ta nhân cho 8. 6 x 8 là bằng 48. Rồi từ đây chúng ta quay ngược lại. Như vậy là con số gì chỗ này mà bớt đi 3 là bằng 6. Như vậy ta lấy 6 ta cộng cho 3 là bằng 9. 9 nè. Ta bớt đi 3 là có nghĩa là 9 ta trừ đi 3 là bằng 6. Ta làm ngược lại. Rồi từ đây chúng ta phải làm ngược lại. Như vậy con số gì chỗ này mà giảm đi 6 lần là bằng 9. Như vậy ta lấy 9 ta nhân cho 6. 9 nhân 6 là bằng 54. 54 là ta chia cho 6 là bằng 9. 9 6 54. Chúng ta qua câu B. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 32, 40. Rồi, ngay chỗ này thì thực ra thì nó là một bảng cửu chương của 8. Được không? 8 x 4 là 32. 8 x 5 là 40. 8 x 6 là 48. 8 x 7 là 56. 8 x 8 là 64. 8 nhân cho 9 là 72. 8 x 10 là 80. Còn không thì ngay chỗ này này, chúng ta sẽ lấy này, chúng ta thấy này. 32 ta cộng 8 thì là 40. 40 cộng 8 là 48. 48 ta cộng 8 là bằng 56. 56 ta cộng 8 là bằng 64. 64 ta cộng 4 cộng 8 là bằng 72. 72 ta cộng cho 8 là bằng 80. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 4. Đoạn thẳng AB dài 8 cm, đoạn thẳng BC dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đường gấp khúc ABC dài bao nhiêu cm? Thầy vẽ sơ bộ cái đoạn thẳng này ha. Đoạn thẳng AB là dài 6
Cái này tới gấp tới 3 lần là 83 24 như vậy, cái chỗ này chúng ta không có đủ ha. Thì vẽ đại diện thôi nha, đại diện thôi. Ví dụ như chỗ này là một đoạn này. Vẽ đại diện thôi ha. Chứ cái này là nó dài quá, cái chúng ta vẽ từ đây qua đây không đủ. Đây là A, đây là B và đây là C. Nè. Như vậy chỗ này là 8 cm. Nè. Rồi, đoạn thẳng BC gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Như vậy ta lấy 8 ta nhân cho nhân 3 là bằng 24 cm. Người ta hỏi là hỏi đường gấp khúc là ABC dài bao nhiêu cm. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái đoạn AB ta cộng với BC. Nhưng mà muốn có BC thì chúng ta phải đi tính BC trước. Ta lấy 8 nhân 3 là bằng 24. Như vậy bài toán là sẽ là có hai cái phép tính. Trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái độ dài đoạn thẳng BC là độ dài đoạn thẳng BC là, rồi AB là bằng 8 mà BC gấp 3 lần, ta lấy 8 ta nhân cho 3 là bằng 24 cm. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ đi tính cái độ dài đường gấp khúc. Số cm đường gấp khúc ABC dài là số cm đường gấp khúc ABC dài là, à, ta lấy 8 ta cộng 24 là bằng 32 cm, đáp số 32 cm. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5 đặt tính được tính 216 ta nhân cho 4 4 nhân 6 là 24, viết 4 là như 2, 4 1 4, 4 cộng 2 là bằng 6, 4 nhân 2 là bằng 8, 137 ta nhân cho 5, 5 x 7 35, viết 5 là như 3, 5 3 15 cộng 3 là 18, viết 8 là như 1, 5 1 5 với 1 là 6, 124 ta nhân cho 8, 8 x 4 là 32, viết 2 là như 3, 8 2 16 3 19, viết 9 ta như 1, 8 1 8 1 là 9. Chúng ta qua bài số 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A, kết quả tính của cái phép tính này là bao nhiêu đây? Và trong này có dấu nhân và dấu cộng thì chúng ta phải làm dấu nhân này trước. 116 ta nhân cho 8 là bằng là 928, ta cộng cho 12. 820 không nhớ 1. 940. Đây. Câu B, 940. Chúng ta qua câu B. Một thùng dầu có 80 lít dầu, người ta lái ra 6 lần, mỗi lần là 8 lít dầu. Số dầu còn lại trong thùng là. Như vậy ta lấy 6 ta nhân cho 8, 6 nhân 8 là bằng 6 ta nhân cho 8 này. Bằng 48 lít. Như vậy lấy ra là 48 lít, người ta lấy 80 mà ta trừ cho 48 lít. Như vậy là bằng là 32. 32 lít. Câu C. Chúng ta qua bài số 7. Giải bài toán theo tóm tắt dưới đây. Khối lớp 1 có là 135 học sinh. Nào. Khối lớp 2, 3, 4, 5 thì chúng ta sẽ có là gấp 1, 2, 3, 4 lần. Người ta hỏi tất cả số học sinh.
À, trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái số học sinh của khối lớp 2, 3, 4 và 5 là số học sinh khối lớp 2, 3, 4, 5 có là. Về khối lớp 1 là chúng ta sẽ có là 135. Mà khối 2, 3, 4, 5 thì 1, 2, 3, 4 là gấp 4 lần bằng. Như vậy là 135 mà chúng ta sẽ nhân cho 4 là bằng là 540 học sinh. Rồi người ta họ tính yêu cầu là tính tổng số. Nào. Số học sinh, tổng số học sinh, tổng số học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 là. Vậy là khối lớp 1 là 135. Ta cộng với lại 3 4 khối kia là 540 bằng 675 học sinh. Đáp số 675 học sinh. Chúng ta qua bài số 8. Số gạo nếp là 76 kg. Số gạo tẻ gấp 8 lần số gạo nếp. Hỏi có tất cả bao nhiêu kg gạo nếp và gạo tẻ? Thì như vậy thì chúng ta sẽ đi tính cái số gạo gạo nếp này, số gạo gạo tẻ này. Rồi chúng ta phải cộng với cái số gạo nếp này chúng ta mới ra được. Rồi chúng ta sẽ đi tính là số gạo tẻ có là, số kg gạo tẻ có là gạo tẻ có là, ta lấy 76 mà ta nhân cho 8 nè, gấp 8 lần. Nếp thì có 76 mà tẻ là gấp 8 lần. Như vậy ta lấy 76 mà ta nhân cho 8 nè, là bằng là 608 kg. Rồi, thế này chúng ta sẽ đi tính cái số kg gạo nếp và gạo tẻ có là số kg gạo tẻ và gạo nếp có là. Như vậy là nếp là 76 cộng tẻ là 608 bằng 8, 14, 4 tờ như 1, 8, 6 kg. Đáp số 684 kg. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.